Ngày 25 tháng 2 năm 2018, tức ngày mùng 10 tháng Giêng, khoảng 6 vạn du khách hành hương về đất Phật Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong ngày khai hội. Lễ hội này nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai. Lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm. Lễ khai hội được mở đầu bằng nghi thức rước lễ. Đặc sắc nhất là màn múa hát nghệ thuật tái hiện hình ảnh vua Trần Nhân Tông thoái vị, nhường ngôi Trần Anh Tông rồi lui về chuyên tâm nghiên cứu Phật giáo, thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, căn dặn vua quan trị vì đất nước phải lấy dân làm gốc, lấy đạo Phật làm đạo của muôn dân. Tại Hội Xuân Yên Tử 2018 năm nay, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Công trình có trị giá đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và mang nét văn hóa kiến trúc đời nhà Trần này là do kiến trúc sư Bill Beasley thiết kế và giám sát thi công. Nhiều du khách khi trải hội Xuân Yên Tử đều có cảm giác khác lạ so với mọi năm. Hôm nay về lễ hội mình cảm thấy rất nhiều cái đổi thay so với những năm trước đây. Đặc biệt là trong cái lễ tân ở đây thì phục vụ rất là tốt. Và các cái điều kiện phục vụ thì các cái công trình kiến trúc phải nói là rất là đẹp. Và tổng thể cảnh quan hôm nay và cái môi trường hôm nay thì cũng rất là tuyệt vời. Nhất là cái công tác nhà là đảm bảo an ninh trật tự, rồi là các cái điều kiện phục vụ cho khách tham quan du lịch. Mình thấy rất cảm nhận lễ hội này rất là ấn tượng. Đây là lần thứ tư mình về lễ ở chùa Yên Tử. Và đối với lần này thì mình thấy là cái quy mô tổ chức và mọi cái của ban tổ chức thì tốt hơn rất là nhiều. Đường xá là không bị tắc đường, những lần trước là tắc không lên được, nhưng mà lần này thì thứ nhất là cũng tăng thêm cái chuyến cáp nên nó không bị ùn tắc, mà tất cả các cái nó cũng văn minh lịch sự hơn rất là nhiều. Nói chung là du khách ở mọi nơi đến đây thì cảm thấy rất là hài lòng. Theo ban tổ chức lễ hội, mặc dù từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã thu phí tham quan danh thắng Yên Tử với mức 40.000 đồng một lần một người lớn và 20.000 đồng một lần một trẻ em, nhưng lượng khách đến với Yên Tử từ đầu năm tới nay vẫn tăng. Thành phố đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát khu vực giá cả dịch vụ cũng như là kiểm soát cái chất lượng hàng hóa khi bày bán ở đây, và thường xuyên có các tổ kiểm tra rà soát và cái đường dây để nghe cái phản ánh của du khách. Vấn đề thứ hai là vấn đề an ninh trật tự. Tôi tổ chức cái lực lượng an ninh trật tự từ cơ sở, kết hợp với lực lượng của ban, của công an thành phố, lực lượng Tục Lâm để làm sao mà đảm bảo tốt nhất, an toàn nhất cho du khách về Yên Tử. Để đảm bảo an toàn cho lễ hội Xuân Yên Tử 2018, thành phố Uông Bí huy động 200 cán bộ chiến sĩ công an tham gia làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá. Yên Tử có hàng trăm am, tháp mộ các thiền sư, tượng đá thiên tạo, bia Phật và đặc biệt là hang đá Bảo Sái, nơi thiền tổ Trần Nhân Tông ngồi thiền và viên tịch ngày 1 tháng 1 năm 1308. Những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt của khu di tích đã đưa Yên Tử trở thành một chốn thiêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.